Kính mời các bạn xem bản tin bà Hồ Thị Thoa có bị dẫn độ từ Pháp về Việt Nam hay không. Tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương mới đây trên mạng xã hội lại rộ lên rằng bà bị bắt ở Pháp và chuẩn bị được đưa về Việt Nam chịu tội. Nguồn tin đơn độc này được blog Bùi Thanh Hiếu đăng trên Facebook vào hôm 16 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, chưa có báo chí nào lên tiếng cùng xác nhận. Bà Hồ Thị Thoa là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy nã về tội danh tham nhũng cùng với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bị bắt. Tuy nhiên, bà Thoa đã trốn qua định cư ở Pháp trước khi có quyết định chính thức của cơ quan công an. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Blogger Bùi Thanh Hiếu là người đưa tin ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và sau đó được cảnh sát cùng Hoàng Lê Bắc Đức xác thực điều tra rồi truy tố xét xử một cách chính thức. Ông Bùi Thanh Hiếu cũng là một nguồn tin độc lập lên tiếng trước tất cả các báo chí quốc tế về vụ việc bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất ở Bangkok, Thái Lan. Và cuối cùng, sự thật cho thấy sự phát hiện của Bùi Thanh Hiếu là khá chính xác và có căn cứ. Cùng với những nhà báo nổi tiếng vì có nguồn tin đi trước một báo chí chính thống khác như nhà báo Trương Huy Sang, Trương Châu Hữu Danh, Lê Nguyễn Hương Trà, ông Bùi Thanh Hiếu được nhiều người theo dõi vì luôn có những tin tức đặc biệt theo kiểu trang chân dung quyền lực. Một thời cách đây vài năm trang này cũng hay đưa tin về nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, bản tin do Bùi Thanh Hiếu đưa ra lập tức được loan truyền trên mạng xã hội. Phía Việt Nam, thậm chí có một báo mạng đã đưa tin rằng Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Tuân Sô, Chánh văn phòng Bộ nói rằng ông chưa có thông tin gì về vụ dẫn độ bà Thoa về Việt Nam. Liên quan đến sự việc, phóng viên báo Doanh nghiệp Việt Nam đã liên hệ với Bộ Công an để xác minh sự việc. Đại diện Bộ Công an Thiếu tướng Tuân Sô, Chánh văn phòng đã cho biết Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc này nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai. Theo báo mạng Doanh nhân Việt Nam đưa tin về vụ việc cho biết. Thông tin đưa ra ghi rằng cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa đã bị mật vụ Việt Nam bắt giữ cách đây khoảng hơn một tuần tại Pháp, hiện đang bị giam giữ tại cơ sở ngoại giao Việt Nam tại Paris và đợi chuyến bay trở về Việt Nam. Thông tin chi tiết về việc bắt giữ này sẽ được kể chi tiết khi bà Thoa trở về Việt Nam. Bản tin đầu tiên của ông Bùi Thanh Hiếu đã viết ra như vậy. Đây là hình ảnh blogger Bùi Thanh Hiếu, còn có biệt danh là người buôn gió, hiện đang sống tại Berlin, Đức. Còn bà Hồ Thị Thoa đang bị giữ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, khả năng bà bị đưa về Việt Nam rất lớn. Có vẻ chính phủ Macron đã được báo trước chuyện này qua chuyến thăm bí mật của quan chức cấp cao chính phủ Việt Nam cách đây gần một tháng. Nữ nhân vật thứ hai hiện bị cảnh sát Pháp bắt giữ nhưng cũng chưa trả lời dứt khoát với phía Việt Nam có đồng ý cho về cùng bà Thoa hay không. Ngày mai có chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, khả năng bà Hồ Thị Kim Thoa sẽ về trong chuyến này. Anh em nào có hứng có thể tìm hiểu thông tin về chuyến bay, sân bay nào để chụp ảnh để đời. Bà Thoa lúc bị bắt đã sợ hãi tụt huyết áp, lẽ ra bà về đến chuyến bay vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, nhưng lúc đó chưa thỏa thuận xong. Đoàn bắt người từ Việt Nam sang có bà Lê Khắc Phê là bác sĩ sinh năm 1960. Tuy được cảnh báo sớm nhưng bà Thoa vẫn chủ quan và tin rằng phía mật vụ Việt Nam không dám bắt bà tại Pháp. Bà không nhận thức được Macron đã từng đi đêm với Putin thì sẽ không ngại gì đi đêm với Việt Nam. Ông Bùi Thanh Hiếu đã thông tin như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Tuy nhiên, trong bản tin mới nhất, ông Bùi Thanh Hiếu lại nói rằng khả năng vụ dẫn độ có trở ngại vì hiện nay thân thế của bà không rõ là người nước nào, nên phía Pháp khó có thể đồng ý cho Việt Nam dẫn độ. Và từ hồi tháng 7 năm 2020, nhiều báo chí Việt Nam đã bình luận về khả năng cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có thể bị dẫn độ theo hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp tuy được ký kết vào hồi năm 2016, tức là ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội, nhưng mãi đến đầu tháng 5 năm 2020 mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Trịnh Xuân Thanh. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa rất có thể sẽ là người đầu tiên bị đưa về nước theo hiệp định dẫn độ này. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2017, bà Thoa nộp đơn xin nghỉ hưu sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt đảng và sau khi được Bộ Công Thương chính thức ban hành quyết định cho nghỉ hưu và hưởng chế độ theo Bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, bà Thoa đã sang Pháp sinh sống. Các điều kiện pháp lý và hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp yêu cầu
đã được thực hiện. Chẳng hạn như ngày 10 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bà Thoa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát, lãng phí. Và đến ngày 13 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã bà Thoa. Sau đó, Việt Nam cũng đã gửi lệnh truy nã lên Interpol quốc tế. Thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam và ông Pierre Christian, Cục trưởng Cục Điều ước Quốc tế, có các vấn đề về dân sự và tương trợ tư pháp, đã ký tắt dự thảo Hiệp định dẫn độ với Cộng hòa Pháp tại Paris, Pháp vào tháng 12 năm 2014. Hiệp định dẫn độ Pháp và Việt Nam gồm 24 điều. Theo điều 7, mỗi bên chỉ được một cơ quan trung ương để thực hiện hiệp định này. Theo đó, với Việt Nam, cơ quan trung ương là Bộ Công an. Đối với Pháp, cơ quan trung ương là Bộ Tư pháp. Đặc biệt, bà Hồ Thị Thoa có thể bị bắt khẩn cấp theo điều 16 của Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp. Điều 16 quy định rằng, trong trường hợp khẩn cấp, các cơ quan có thẩm quyền của hai bên yêu cầu có thể bắt khẩn cấp người bị yêu cầu dẫn độ. Tuy nhiên, không phải cứ bị bắt khẩn cấp là sau đó đương nhiên sẽ bị dẫn độ về nước. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Đức xin tị nạn bỗng nhiên xuất hiện trên VTV, đài truyền hình Việt Nam với lá đơn xin đầu thú. Điều 3 của Hiệp định nêu ra các trường hợp bắt buộc từ chối dẫn độ, chẳng hạn như đối với các tội phạm được xác nhận là tội phạm chính trị hoặc hành vi liên quan đến tội phạm chính trị. 2. Hoặc Pháp có lý do xác đáng để cho rằng việc dẫn độ được yêu cầu nhằm mục đích truy tố hoặc trừng phạt một người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính kiến. Thứ ba, hoặc trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ sẽ bị xét xử bởi một tòa án không đáp ứng và đảm bảo cơ bản về các thủ tục. Và cuối cùng, hoặc trong trường hợp hình phạt có thể bị áp dụng theo pháp luật của bên yêu cầu với những hành vi bị yêu cầu dẫn độ là tử hình, trừ trường hợp bên yêu cầu cung cấp đảm bảo chắc chắn rằng hình phạt tử hình sẽ không bị áp dụng, tuyên án hay thi hành. Đó là các trường hợp bắt buộc từ chối dẫn độ. Ngoài ra còn các trường hợp có thể từ chối dẫn độ theo điều 4 của hiệp định, chẳng hạn như vì những lý do nhân đạo, trong trường hợp việc chuyển giao người bị yêu cầu dẫn độ có thể gây cho người đó những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu do tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe. Như vậy, sau khi Bộ Công an Việt Nam yêu cầu dẫn độ và bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt khẩn cấp, thì cuộc chiến pháp lý sẽ diễn ra giữa Bộ Tư pháp và luật sư của bà Thoa tại Pháp. Vụ việc chắc chắn sẽ không đơn giản vì quyền được có luật sư được bảo vệ là nguyên tắc vững chắc ở Pháp và châu Âu. Có thể đem vụ án Huawei khi công chúa Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Canada và được phía Mỹ yêu cầu dẫn độ về để điều tra theo những cáo buộc vi phạm có bằng chứng cụ thể, theo quan điểm của FBI của Mỹ. Thế nhưng, đã hơn một năm, phía Canada vẫn chưa quyết định chấp thuận cho dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ. Cho nên, giả sử bà Hồ Thị Kim Thoa có thật sự bị bắt giữ ở Pháp, thì khả năng dẫn độ về Việt Nam được hay không và khi nào thực hiện được thì vẫn còn là một câu hỏi. Đây là hình ảnh bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei, bị Canada bắt giữ theo yêu cầu từ phía Mỹ vào tháng 12 năm 2018 và đến nay vẫn chưa thể dẫn độ sang Mỹ, mặc dù bà bị quản lý bằng một vòng điện tử ở cổ chân để không thể tự ý bỏ trốn. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc thì cả châu Âu đều hiểu rất rõ cách hành xử khá rừng rú của pháp luật Việt Nam. Vì thế, bằng con đường chính thức để dẫn độ bà Thoa về Việt Nam chắc chắn sẽ phải thông qua rất nhiều thủ tục tố tụng theo tinh thần pháp luật của Pháp, bởi lẽ trên lãnh thổ Pháp. Và những nguyên tắc nhân quyền và phía luật sư của bà Thoa chắc chắn sẽ tận dụng tối đa nhằm chống lại những yêu cầu dẫn độ của nhà nước Việt Nam. Trước khi bỏ trốn và bị truy nã, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam bà Hồ Thị Thoa đã có hành vi đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Theo kết luận điều tra vào tháng 5 năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa sinh năm 1960 được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa được phân công phụ trách trực tiếp vụ công nghiệp nhẹ, nay là Cục Công nghiệp và Tổng Công ty Sabeco. Bà phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về thực hiện quyền trách nhiệm nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp khác, trong đó có Tổng Công ty Sabeco thông qua Bộ phận Quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Sabeco. Và tại Tổng Công ty Sabeco phải báo cáo xin ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước và phải được Bộ Công Thương xem xét, quyết định, có ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện. Bà Thoa cho biết khu đất 2, 4-6 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã được sắp xếp
giao cho Bộ Công Thương, Tổng Công ty Sapeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê và không được thành lập pháp nhân mới. Dù vậy, bị can vẫn báo cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phê duyệt và đã ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Sapeco Liên doanh liên kết thành lập công ty Sapeco Pair. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 11 năm 2020 là chưa nhận được thông tin bà Hồ Thị Thoa bị bắt tại Pháp. Bà Thoa đã còn lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp nhà nước làm thủ đoạn để dần dần chuyển dịch quyền sử dụng đất ở khu 2, 4 đến 6 Hai Bà Trưng từ Tổng Công ty Sapeco sang Công ty Sapeco Pair, tức là từ tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân. Căn cứ ý kiến phê duyệt chỉ đạo của bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách tại Tổng Công ty Sapeco đã ký công văn kèm các văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Sapeco Pair được làm chủ đầu tư dự án và chuyển quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty Sapeco sang Công ty Sapeco Pair. Từ đó, các sở ngành thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín, vốn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đó, ký ban hành quyết định cho công ty Sapeco Pair thuê đất trái các quy định của pháp luật. Bằng các thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội nêu trên của bà Hồ Thị Kim Thoa, quyền sử dụng khu đất 2, 4 và 6 Hai Bà Trưng, diện tích khoảng 6.080m² đã bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Kết luận điều tra chỉ ra rằng hành vi của bà Hồ Thị Kim Thoa diễn ra trong một thời gian dài, có tính hệ thống, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020 với bản tin Bà Hồ Thị Kim Thoa có bị dẫn độ từ Pháp về Việt Nam hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.